Không thể gọi con khỉ đâu nhỉ? Thôi khỉ luôn. À, trên đầu tiên chỉ chuyện nha. Thân yếu nữa. Yếu chắc chắn. Thôi rồi. À, trên đầu tiên chỉ chuyện. Nhạt. Ui, da dai giòn giòn rồi này ạ. Da dai giòn giòn. Nay cũng hát hơi giòn, nhưng lúc sau dai dai. Đấy, cả đống nữa. 50 xu. Nó là chỉ mua một túi đấy. Đang chơi mình á. Không chơi một thằng nữa. Đến chơi đây này. Trời trời, đồng tí để máy đấy. Có tem 5 không? Không. Cái này không đủ chỗ để chơi tem 5. Quá yếu. Người đâu nhìn thấy đâu. Một xíu. Không biết. Đó lương quá nhỉ. Đó hàng này mới là một tháng. Hôm qua tem cậu thua cực nhiều rồi. Em nó ăn 21, em cậu ăn 2. Thế mà nếu như thằng rừng nó vào nó có đánh rừng không? Nó đi xuống đường rồng, vừa vào xuống đường rồng đánh nhau luôn. Thế nó đợi rừng ra ta. À cái giống booster nó đi rừng mà. Rừng ra nó không thèm phàm. Phàm. Không. Phàm. Cứ cay. Còn thằng còn lại thằng nào? Còn lại quay sang chơi F2 nhỉ? Quay sang chơi F2. Thằng còn lại thằng nào? Không biết. Thằng còn lại hôm trước lại thấy tem 3 mà. Mất một thằng, lâu mất được một thằng. Mới hơi chơi trên máy bay. Thế tao tưởng nâng cấp lên thành có tem 3, mấy tem 5 rồi. Tem 3 thì tốt quá. Có tem 0 mà tốt hơn. Mời xuống cái xe đông. Nói đông quá rồi. Một thằng chết trên máy bay chưa được nhảy luôn. Đã bị xiên chết rồi. À con mèo ngồi chỗ em à. Được cái nhỉ. Từ nãy cho ăn đi con này. Hòa lên đây, hòa. Bóc cậu. Không lên đâu. Tâm ba mấy cái xe không thèm. Lên xe. Cái gì Vinh? Mày bảo cô gì? Thằng đang có súng đấy. Đang nhờ. Anh em quên ra sấy mà. Chuyến ra sợ. Không chơi tử chiến. Không chơi tử chiến. Chán lắm. Có đây là thử. Có đây. Lên con cái đấu móc kia kìa. Không hiểu. Không có tự để đánh thì win thế nào được. Hai bên nào ăn được. Có đánh thôi. Bên nào ăn nhiều kill hơn. Nhưng mà thắng. Ờ. Hai lúc trước chơi nhá. Múc ở đây. Ăn tầm hơn ba mấy mạng ấy, nó mới ăn được một hai mạng thôi. Thế mà mình giờ fit được nhỉ? Hoặc là bên nào 100% chứ là bên đấy thua. 100% là được. Đóng mắt kia rồi. Cậu chả hiểu đi. Vô lý lắm.
cờ liên quân cực lâu luôn. Nó. Về đây, về đây. Cái game phai phai này. Rồi chưa? Rồi, toàn bị bung ra khỏi mắt. Đó là được chứ. Cái game khủng lắm. Sao cũng chưa? Bắn gì vậy? Bắn trên kia rồi. Bắn trên kia rồi. Bắn trên kia rồi. Chạy con trên kia à? Có xuống được. Bắn cái kia. Xong rồi bay phát lên cái này. Nó có xuống được. Em lấy cái bắt cái kia xong rồi xuống. Còn 10 máu. Nè. Bắt cho mâm luôn. Cho này. Ôi con 5 máu. Ảo sư. Em cho máu này. Ôi con đây. Sao đây không có gì đen đen mà. Trong này có đen đâu, đen. Đâu? Đâu? Đen đen là máu. Cái bóng. Tối thôi. Tối thôi. Đó lên chín nha năm ơi. Nhưng mà con này ăn 30 phút à? Đúng rồi. Ừ. Rồi. Thôi nha, xem thế thôi.